Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào đề tài thứ hai thì Phong vẫn nhắc lại cái thông báo của show nhạc huyền thoại diễn ra tại Baby Club thành phố Houston đúng ngày lễ Christmas, tức là ngày lễ Giáng sinh, ngày 25 tây tháng 12 năm 2021, với sự xuất hiện của các huyền thoại âm nhạc Việt Nam Khánh Hà, Thanh Lan, Chế Linh, Hương Lan, Phượng Mai, với sự điều hợp của MC Lưu Việt Hùng và ban nhạc Brother Band. Và ban nhạc Brother Band chính là ban nhạc đã chơi cho Trung tâm Thúy Nga một khoảng thời gian đó quý vị, rất là nổi tiếng. Và chương trình này đặc biệt là quý vị sẽ có dịp hội ngộ với các huyền thoại âm nhạc cũng như là do chính Phong và Phượng Mai đứng ra tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Houston. Mong rằng tất cả các thính giả của channel Trần Nhật Phong, Phượng Mai sẽ tới ủng hộ và chúng ta có dịp gặp gỡ nhau và nói chuyện với nhau cũng như lắng nghe những bản nhạc huyền thoại từ bản Ben Ben của Thanh Lan cho tới những cái nốt cao nhất mà Khánh Hà đã lên, hay là dòng nhạc đầy quyến rũ của Chế Linh, thì quý vị sẽ được thưởng thức đầy đủ. Và hy vọng rằng tất cả những khán giả của Houston vùng phụ cận và ở Dallas, Arlington, Fort Worth, Austin, Garland, Galveston, Port Arthur có thể ghé vào trong Baby Club trong cái ngày 25 tây tháng 12 để cùng tham dự và gặp gỡ với Phong và Phượng Mai. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với cơm gà Houston đặt vé trước là 281-857-2377, 281-857-2377. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và đó là cái phần thông báo. Và trong đề tài thứ nhất, Phong đã dựa trên một cái bài bình luận, nói chung là một cái bài phóng sự thì đúng hơn chứ không phải bình luận, một bài phóng sự của tờ South China Morning Post nói về tình trạng giới trung lưu tại Trung Quốc đang chuẩn bị biến mất ở trên cái thị trường Trung Quốc. Và điều này, tờ báo này đã cảnh báo rằng nó là cái điều nguy hiểm cho nền kinh tế và xã hội của Trung Quốc, cảnh báo về một cái sự bất ổn có thể xảy ra tại Trung Quốc. Và từ cái bài bình luận này thì Phong đã phân tích cho quý vị thấy rõ những thành phần khác nhau tại Trung Quốc, chính sách cứng rắn diều hâu của Tập Cận Bình trong chính sách đối ngoại lẫn đối nội, nó đã dẫn tới một cái hậu quả có thể dẫn tới một cái tiềm năng bất ổn xã hội và có thể dẫn tới một cái cuộc thay đổi xã hội tại Trung Quốc. Nếu như mà không có những cái cuộc chiến xảy ra ở bên ngoài thì có thể tình hình này sẽ dẫn đến một cái cuộc bất ổn lớn tại xã hội, từ những thành phần có tiền bạc, thành phần trung lưu và thành phần nghèo khó. Và chính cái điều chính những cái ta sự khác biệt của những thành phần này nó có thể dẫn tới một cái biến cố mới ở tại Trung Quốc. Và chính sách diều hâu của Tập Cận Bình là ở thế chẳng đặng đừng, tức là Tập Cận Bình cũng không còn cách nào khác ngoại trừ áp dụng chính sách diều hâu cứng rắn từ đối ngoại cho tới đối nội, và điều này nó sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến cái xã hội của Trung Quốc. Ok quý vị, đó là cái đề tài thứ nhất, và bây giờ bước qua đề tài thứ hai. Trong đề tài thứ hai thì trong mấy tuần lễ qua quý vị đã đọc rất là nhiều tin tức từ ngay trên cái tờ báo, các cái báo chí của Cộng sản, tức là những cái cơ quan tuyên truyền của Cộng sản, từ chuyện mà các cán bộ sử dụng bằng giả, ngay cả các cán bộ trong ngành giáo dục lại sử dụng bằng giả, rồi tới việc mà cán bộ chống chống buôn lậu thì vợ con lại buôn lậu, cho tới những sĩ quan công an chống ma túy thì trở thành thành phần buôn ma túy, rồi cái ngành công an chống cờ bạc thì trở thành là những người kẻ tổ chức cờ bạc lậu, cho tới những cái tôi nói là tất cả những cái ngành mà nó mang tính chống tham nhũng thì lại là tham nhũng. Tức là một cái xã hội quý vị nhìn thấy được là ủa sao kỳ vậy, chống tham nhũng thì trở thành tham nhũng, chống buôn lậu thì chính lại bị buộc tội về tội buôn lậu, chống ma túy bị buộc tội về ma túy, mà gọi là chống cờ bạc thì chính công an lại là những kẻ tổ chức đường dây cờ bạc. Quý vị cảm thấy lạ rồi, cán bộ đảng viên nằm trong cái guồng máy cai trị ở ngành giáo dục thì lại sử dụng bằng giả. Thì quý vị, nó có một cái điều nghịch lý là tại sao lại có cái tình trạng này. Đơn giản thôi quý vị, trong cái bài phân tích chiều ngày hôm nay tôi cho quý vị thấy tất cả đến từ guồng máy cai trị. Những con người ở trong cái guồng máy đó nó phải đi theo cái guồng máy và nó phải
thích ứng với guồng máy và cuối cùng nó không thoát ra được và không có ai tạo được sự khác biệt hết. Những kẻ tạo được sự khác biệt, một là out the game, tức là rời khỏi cuộc chơi. Trường hợp của Đoàn Ngọc Hải, cái ông mà đi thanh lý tất cả những cái là lấn chiếm mặt bằng lúc trước đó quý vị, vì chịu không nổi những cái quy tắc ở trong cái guồng máy đó, ông ta phải từ chức và bây giờ đi làm thiện nguyện. Đó là trường hợp của Đoàn Ngọc Hải. Tuy nhiên thì để mà nói là cái guồng máy này để cho mọi người hiểu rõ hơn, tôi đã từng kể quý vị là tôi đã có dịp gặp gỡ một viên chức ngoại giao của Cộng sản làm việc trong Tổng lãnh sự quán ở tại San Francisco. Trong những lần mà lúc trước tôi làm ngành báo, tôi đi phỏng vấn đó, thì chính một viên chức này đã từng thú nhận với tôi là viên chức này cũng giống như tôi, đứng hút thuốc. Thì trong lúc mà đứng hút thuốc lá đó quý vị, thì anh ta kể cho tôi nghe lúc mà anh ta đi sứ ở Singapore, tức là cái anh ta làm trong ngành ngoại giao mà, thì anh ta đi sứ ở Singapore. Và khi đi sứ qua Singapore 3 năm đó, thì quý vị biết luật của Singapore rất là nghiêm ngặt, xả rác là bị phạt lên tới 500 đô. Do đó hút thuốc là có chỗ hút thuốc đàng hoàng, chứ không phải đứng hút chỗ nào cũng được và xả rác bậy bạ. Do đó anh ta sống 3 năm ở Singapore, anh ta tuân thủ rất kỹ, tức là hút thuốc phải đi kiếm cái chỗ có cái chỗ dành riêng cho người hút thuốc, chứ không phải hút bậy bạ, nó thành cái thói quen. Và 3 năm anh ta đi sứ ở Singapore đó, thì anh ta giữ rất kỹ, không có bị vi phạm luật của Singapore, nó thành cái thói quen rồi. Nhưng mà khi anh ta về tới Việt Nam sau 3 năm đi sứ đó, chỉ có 3 tháng, thì cái thói quen cũ là hút thuốc xong búng điếu thuốc ở bất cứ một chỗ nào một cách vô tội vạ, giống như dân Việt Nam. Dân ở Việt Nam cũng vậy, hút thuốc xong là búng bậy bạ ở bên ngoài đường. Thì anh ta lại bị cuốn vào trong cái dòng sinh hoạt của Việt Nam. Tức là cái câu chuyện này tôi kể cho quý vị nghe để thấy được rằng là do cái guồng máy cai trị nó tạo nên những cái trường hợp mà quý vị thấy nó nghịch lý như vậy. Tức là cái guồng máy đó là cái guồng máy của tham nhũng, của lạm quyền và của sự gọi là, tại vì họ duy trì cái quyền lực, cho nên đó là họ tạo ra cái guồng máy chỉ dành cho những đảng viên thôi. Và chính vì vậy cái guồng máy này nó có từng cái hệ thống lạm dụng quyền lực và từng cái hệ thống tham nhũng khác nhau trong từng ban ngành, từ ngành công an, ngành kinh tế cho tới ngành tài chánh và kể cả những cái ngành về xã hội. Tất cả đều có chấm mút tham nhũng và chia chác nhau trong những cái ngân sách, những cái tiền lấy được. Nó trở thành một cái hệ thống cho từng ban ngành. Do đó quý vị sẽ không lấy làm lạ khi một tên cán bộ, đảng viên nằm trong Bộ Giáo dục mà sử dụng bằng giả. Là bởi vì trong cái guồng máy đó, nó vẫn có những cái khu vực cấp bằng giả cho những cán bộ đảng viên để có nhu cầu thăng chức. Để có nhu cầu thăng chức. Thì tại vì cái quy định của Cộng sản nhìn thấy sạch sẽ lắm. Tức là cán bộ đảng viên ngồi vị trí nào rồi tốt nghiệp ít nhất là phải đại học, cấp đại học hay là tốt nghiệp các cái môi trường chính trị gì đó. Thì môi trường chính trị thì dễ, nhưng bằng đại học làm sao mà có. Bằng đại học nó đòi hỏi tối thiểu 4 năm. Thì làm sao mà trong, bây giờ mình đang muốn thăng chức mà tự nhiên mất bỏ ngang đi học 4 năm đại học à. Do đó quý vị, họ không có giờ và họ đang, và trong cái thời gian ngồi tại chức lại đi kiếm tiền nữa. Sử dụng cái chức vụ của mình cho người thân trong gia đình, kiếm tiền hốt bạc nữa trong các cái dự án. Do đó họ đâu thể nào mà bỏ ngang đi học 4 năm vậy quý vị. Cho nên là nó có nhu cầu có cái bằng để đúng quy định. Và cuối cùng thì quý vị, từ ngay trong Bộ Giáo dục đó, trường Đại học Đông Đô đó, là nó cấp bằng giả cho cán bộ đảng viên luôn. Để đúng quy định là cán bộ phải có bằng cấp tối thiểu đại học. Thì nhìn lên thì ô, tất cả cán bộ đảng viên Việt Nam đều có bằng cấp đại học hết trong cái guồng máy cai trị. Nhìn từ bề ngoài thì rất là đẹp, nhưng mà nhìn từ trong ra thì chúng ta biết được họ hoàn toàn không có bằng. Họ không có học lấy gì có bằng. Họ nhờ người khác đi thi giùm, đi thi hộ. Nó là trường hợp nhẹ, trường hợp nặng á, là không cần nhờ ai thi hết luôn. Chỉ cần á, trong vòng 2-3 tháng là có một cái bằng được xác nhận bởi trường đại học ABCD rồi. Thì quý vị, đây là cái guồng máy nó tạo ra những cái nhu cầu đó. Rồi kể cả ngành buôn lậu cũng vậy, ngành chống buôn lậu mà vợ con suốt ngày đi buôn lậu. Tại vì sao quý vị? Cái guồng máy đó được phái vào trong cái guồng máy gọi là chống buôn lậu thì nó cũng y chang như vậy. Bởi vì những cán bộ đi trước hay là những nhân viên làm việc trước đó, nó đã tham nhũng một cái hệ thống rồi, bây giờ được biệt phái vào trong đó thì phải hòa nhập vào trong cái hệ thống đó.
mà hệ thống đó là chia chác tiền bảo kê cho buôn lậu. Rồi từ tiền bảo kê cho buôn lậu thấy lời quá, bắt đầu là vợ con và đưa vợ con hay là đưa người thân ra làm cái nghề đó. Do đó cuối cùng bị bắt về cái tội gì quý vị? Buôn lậu. Chống buôn lậu bị bắt về buôn lậu. Cũng giống như ngành tổ chức cờ bạc của công an cũng vậy. Ngành cờ bạc là cái ngành gọi là hút tiền vô vô rất là nhiều. Thì từ một cán bộ chống buôn chống gì? Chống cờ bạc lậu trở thành kẻ tổ chức cờ bạc lậu. Thì nó cũng tương tự giống như vậy. Bởi vì tôi nói với quý vị là nó là một cái hệ thống. Cái hệ thống cai trị đó nó tạo ra tất cả những cái sự tệ hại tiêu cực. Tại vì trên cái bản hiến pháp của Cộng sản nó ghi rõ ràng lắm. Đảng Cộng sản độc quyền cai trị đất nước. Do đó, khi nó độc quyền cai trị thì chỉ có đảng viên mới nằm trong guồng máy cai trị. Và tham nhũng cũng chỉ có đảng viên thôi. Tất cả những cái tiêu cực đến từ đều là do đảng viên hết. Nhưng mà quý vị, nó được bảo kê. Tức là về mặt luật pháp thì Cộng sản đề rất là đẹp, ai cũng như ai. Nhưng mà về mặt thông tư nghị định ở trong nội bộ của đảng là không thể kết tội và không thể truy tố bất kỳ một đảng viên nào, ngày nào nó còn đem thẻ đảng. Do đó những cái trường hợp bị bắt giữ, đầu tiên hết nó không truy tố ra tòa. Nó đợi trục xuất người này ra khỏi đảng, khai trừ ra khỏi đảng. Tức là không còn đảng viên nữa, không còn là đảng viên nữa thì mới được truy tố. Đó là trường hợp quý vị đã nhìn thấy rất là nhiều, thậm chí là nó còn tước luôn những chức vụ đã từng nắm nữa. Có cái trò tức cười nhất là nó từng nắm chức vụ bộ trưởng, bây giờ tước đoạt luôn cái chức vụ bộ trưởng đó luôn. Tức là một cái hình thức gọi là bảo vệ cái mặt mũi của cái đảng cai trị lúc nào cũng tốt cả, không có đảng viên tham nhũng. Tại vì những kẻ tham nhũng là những kẻ không hề là đảng viên, chưa đang lúc bị kết tội là không phải là đảng viên. Đây là cái hình thức bảo vệ cái mặt mũi của đảng. Nhưng mà ai cũng biết rõ thực tế ở Việt Nam, muốn vào guồng máy cai trị đầu tiên phải là đảng viên. Và khi mà trở thành đảng viên nằm trong một cái cơ quan nào đó thì phải theo cái sinh hoạt của cơ quan đó, mà sinh hoạt cơ quan đó là nó đã có những cái lỗ hổng để kiếm tiền rồi. Do đó quý vị, đây chính là cái gốc của vấn đề. Lâu lâu quý vị thấy moi lên một tên đảng viên đó, cái vụ vừa rồi cái ông gì ở Cô Tô đi, bị cái tội bí thư của Cô Tô đi, bị tố cáo tội tôi nói là nó dùng cái chữ là quan hệ bất chính, nhưng mà lợi dụng cái vị thế của mình để có hành động tấn công tình dục với vợ của cấp dưới và bị phanh phui ra. Thì quý vị nhìn từ cái góc độ là tại sao các đảng viên lúc mà trở thành đảng viên thì đó toàn là đạo đức Hồ Chí Minh không, nhưng mà khi kết thúc cuộc đời nằm trong nhà tù đó thì quý vị, đạo đức Hồ Chí Minh là cái gì mà tất cả đảng viên đều phạm tội hết vậy? Đó là câu hỏi thứ nhất. Thứ hai, giống như tôi đã từng nói quý vị, cái gốc của vấn đề. Một đảng cai trị, nó sẽ làm cho cái hệ thống này không bao giờ bài trừ được hết. Tên này bị kết tội, vài năm sau tên khác cũng bị. Không bị thì tên khác nó cũng làm y chang, tinh vi hơn thôi. Tại cái guồng máy đó sẽ không gạt được, không giảm đi được cái tình trạng gọi là lạm quyền và tham nhũng. Một đảng cai trị quý vị không thể chống được tham nhũng, mà nó chỉ tạo ra cơ hội cho những đảng viên thế hệ kế tiếp là tham nhũng tinh vi hơn, lạm quyền tinh vi hơn, biết nhân danh đủ mọi chuyện. Đây là cái gốc của vấn đề, không chữa được. Căn bệnh này phải trị từ gốc chứ không thể trị từ ngọn được quý vị. Không phải đem một vài tên cán bộ ra xử theo cái kiểu gọi là tôi gọi là cái gì quý vị? Tôi gọi là lấy dê tế thần đó. Thì là có thể xoa dịu được lòng dân. Người dân ở Việt Nam bây giờ họ thông minh vô cùng. Họ hiểu rõ vấn đề. Họ biết những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Nhưng mà họ không nói. Tất cả những tên nào mà gặp gỡ, bắt tay, bắt mặt mừng mà đưa cái thẻ đảng viên ra là người dân họ cười, họ xã giao nhưng mà họ né. Tại vì họ biết được không có tên đảng viên nào mà không tham nhũng. Nguyễn Phú Trọng đòi đưa vào lò để mà đốt tham nhũng. Nhưng mà đó là cuộc thanh trừng các phe phái thôi. Nhất là thời gian gần đây là đám năm cộng bị nhắm vào rất nhiều.
Đó, ngày hôm nay tới phiên cán bộ đảng viên của Trà Vinh lại bị kỷ luật đó. Là cái trò thanh trừng của Nguyễn Phú Trọng thôi. Nếu như mà nói chống tham nhũng thì tôi nghĩ rằng là 4 triệu đảng viên của Cộng sản đều tham nhũng hết. Tại vì nó là tham nhũng có hệ thống, không phải là tham nhũng cá nhân quý vị. Nó có hệ thống giống như hôm trước tôi từng giải thích quý vị đó, là nó chia phần trăm, nó thu tiền về từ những cái quỹ đen. Xong rồi cuối tháng là nó chia phần trăm cho từng cán bộ đảng viên ở từng chức vụ trong mỗi ban ngành theo phần trăm. Ngoài từ tiền lương chính thức lãnh đó, thì có từ vài triệu tới vài chục triệu thôi. Nhưng mà cái tiền mà được chia từ những cái quỹ đen của từng ban ngành đó thì nó nhiều lắm quý vị, vài chục triệu tới vài trăm triệu tới vài tỷ đồng tùy theo cái chức vụ của từng tên. Cấp tỉnh trở lên đó quý vị, là tôi nói quý vị là cái tiền tham nhũng của nó được chia phần trăm đó là cả tỷ đồng. Và còn cấp mà cấp phường xã đó thì cấp gọi là cấp quận đó thì cũng được vài trăm triệu. Cấp nhỏ hơn phường xã một tháng cũng được vài chục triệu. Tiền đó là nó thu từ những cái tham nhũng và phong bì bao thơ, kể cả ngành y tế, kể cả ngành giáo dục, kể cả ngành công an, kể cả ngành tài chánh. Quý vị biết đâu, có một lần quý vị, có một tôi có gặp một cái luật sư ở California làm về EB-5, tức là ảnh làm về EB-5, tức là dành cho những người mà đầu tư có thẻ xanh ở Hoa Kỳ đó quý vị, từ những cái đại gia ở Việt Nam đó. Khi họ đưa cái bank statement cho tôi coi đó quý vị, trong băng của họ là mười mấy triệu đô la để họ tìm mua một cái khách sạn ở dưới Disneyland để họ chứng minh, tại vì bên Mỹ mà mua là phải chứng minh tài chánh. Thì cái sổ sách ngân hàng mà họ forward qua cho mình đó, họ cho mình xem những cái giấy tờ từ ngân hàng của trong nước đó quý vị, mười mấy triệu đô la. Thì tôi tưởng là chà, giàu dữ vậy dân Việt Nam. Nhưng mà chính anh luật sư này nói với tôi, không tin được đâu Phong. Ở trong Việt Nam, ngay trong hệ thống ngân hàng, nó vẫn làm giả những cái bản statement. Tức là nó làm giả những cái chứng từ về ngân hàng xác nhận là quý vị có tiền. Và trò này đã được sử dụng rất nhiều lần trong những cuộc phỏng vấn đi Mỹ du lịch hay là đi Mỹ làm việc. Khi mà phía của tòa đại sứ Mỹ hay lãnh sự quán của Mỹ đó quý vị, mà họ yêu cầu chứng minh khả năng tài chánh đó, ông nào ông nấy đưa ra đó, là trong ngân hàng là có từ vài tỷ đồng tới vài chục tỷ đồng. Tức là có tiền rất dồi dào. Nhưng mà trên thực tế đó là chứng từ giả do chính những giám đốc ngân hàng làm ra. Đó, tôi chỉ kể một cái câu chuyện nằm trong ngành tài chánh ngân hàng thôi. Để mà giúp cho những người này vượt qua được những cái kiểm tra giấy tờ đó quý vị. Tại tòa đại sứ Mỹ với tổng lãnh sự quán đâu có quởn đâu mà gọi điện thoại cho giám đốc ngân hàng để verify, mà có gọi đi nữa họ cũng dặn dò nhau hết rồi, họ xác nhận hết luôn, chả làm gì được cả. Đó là một trong những cái trò tham nhũng thôi, từ những giám đốc ngân hàng đó quý vị. Thì quý vị thấy đi, cái tình trạng tham nhũng ở Việt Nam làm sao mà giảm được đây, cái việc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng làm sao mà có thể thực hiện được đây. Do đó tại sao tôi nói ở Việt Nam đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng là cái trò thanh trừng đối với những phe phái đối lập thôi. Còn tham nhũng là nó từ trên xuống dưới. Ngay cả một security gác cửa cũng phải có phong bì cho nó. Trước khi bước vào văn phòng cho tới cái cô thư ký ngồi trong văn phòng cho tới tên phụ tá là phải đều có tất cả những cái đường dây đút lót hết. Và gọi là lót tay đó quý vị. Ở trong nghề, ở trong Việt Nam gọi là lót tay đó. Và cuối cùng số tiền đó đương nhiên nó không phải đến trực tiếp từ những người này, nó sẽ đi vào một trong cái quỹ, một cái kho, một cái quỹ chứa, rồi sau đó mỗi một tháng nó chia phần trăm cho những cán bộ đảng viên. Tôi từng kể quý vị nghe trong những livestream trước, việc mà một vài người bạn tôi về Việt Nam mở một cái nhà hàng hay là một club, thì quý vị chưa chi là công an khu vực nó lên nó chạy xe ngang, nó nói ê cho anh Hùng 5% hay cho em Hùng 5% nha, nó có bỏ tiền đâu, tức là mỗi tháng phải chia cho nó 5% để nó khỏi làm khó làm dễ. Rồi tới chủ tịch phường, rồi tới cái gì cái cơ quan là kế hoạch và đầu tư để có được giấy phép, tất cả đều phải đi qua những lộ trình này. Rồi chưa kể bộ ngoại giao là nó phải có cái giấy gọi là xác nhận nhân thân
không chống phá nhà nước Việt Nam đó. Thì tất cả những cái này quý vị đều phải có cái lót tay hết. Trước khi mà quý vị có được một cái giấy phép từ bên ngoài về Việt Nam làm việc, làm ăn. Nếu mà từ bên ngoài là phải thông qua tất cả những bộ ban ngành này. Và số tiền đó đó quý vị là khủng khiếp. Số tiền đó là khủng khiếp. Thì quý vị thấy rõ là gì? Là cái tham nhũng ở Việt Nam, từng ban ngành, nó là cả một cái hệ thống. Thì làm sao chống tham nhũng được đây? Làm sao Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng khi mà phanh phui tất cả những cái hệ thống này? Ông có dám phanh phui đâu. Ông chỉ đem một vài cá nhân đảng viên được xem là cao cấp ra làm thịt để làm dê tế thần. Mà những cán bộ đảng viên đó lại thuộc cái phái đối lập với ông ta trong đảng. Chứ không phải là gọi là cán bộ đảng viên bình thường đâu. Thì quý vị nhìn thấy. Do đó tại sao quý vị không lấy, quý vị lấy làm lạ. Cán bộ chống buôn lậu thì vợ con buôn lậu. Cán bộ làm trong ngành giáo dục thì xài bằng giả. Rồi còn cho điểm giả nữa. Cho các học sinh nữa. Rồi công an chống cờ bạc lậu thì tổ chức cờ bạc. Rồi quý vị, đó, tất cả những cái đó quý vị nhìn thấy rất rõ ràng. Thậm chí cách đây mấy năm tôi nhớ có cái ông nào thanh tra chính phủ đó. Mà cái nhà của ông lớn to đùng á. Người ta gọi ông, người ta nói ông nói cái nhà này là cô em nuôi cho ông. Cho tiền ông mua nhà. Quý vị tin được không? Cô em nuôi cho tiền mua nhà. Tất cả những cái này cho quý vị thấy rõ là gì? Cái hệ thống tham nhũng đó không trị được. Cái đất nước mà cả một cái hệ thống tham nhũng như vậy, quý vị không né được. Và cái gốc vấn đề nằm ở chỗ cái đảng cai trị. Muốn thay đổi cái hiện trạng Việt Nam, bắt buộc là phải có một cái sự thay đổi. Thứ nhất là, giống như tôi đã từng nói với quý vị, là ít nhất phải có đảng đối lập. Để kiểm soát đảng cầm quyền thì mới trừ được tham nhũng. Tại vì đảng cầm quyền mà có những hành động nào là đảng đối lập nó tố cáo trên mặt báo chí, nó tố cáo trước dư luận ngay. Và nó yêu cầu điều tra ngay. Thì sẽ lòi ra hết. Và chính vì những cái lời tố cáo đó nó dần dần nó làm cho cái guồng máy chính phủ trong sạch. Nhưng mà đảng Cộng sản thì làm sao cho quý vị được đa đảng này. Đa đảng có nghĩa là đảng Cộng sản bị đào thải ngay lập tức. Bây giờ mà cho một cuộc trưng cầu dân ý. Thì tôi bảo đảm với quý vị là 99% dân Việt Nam sẽ loại trừ đảng Cộng sản ra. Họ không muốn đảng Cộng sản ngồi một ngày nào trên cái ghế, dù là một cái ghế nghị viên ở Quốc hội. Một cái ghế đại biểu Quốc hội họ cũng không muốn luôn. Nếu mà có một cuộc trưng cầu dân ý rõ ràng. Do đó Cộng sản đâu bao giờ dám cho tổ chức trưng cầu dân ý. Họ muốn độc quyền cai trị. Họ không muốn có đảng khác ảnh hưởng tới. Có đảng khác là coi như là họ thua ngay. Họ sẽ vĩnh viễn không cầm quyền được nữa. Tại vì người dân sau 70 năm ở ngoài Bắc và 46 năm ở miền Nam, người ta chán ngán cái đảng Cộng sản. Do đó Cộng sản không thể tổ chức trưng cầu dân ý được. Và nó vẫn tiếp tục duy trì cái quyền cai trị áp đặt lên dân tộc Việt Nam. Và do đó, việc mà duy trì cái quyền cai trị độc quyền của đảng sẽ không bao giờ chấm dứt tham nhũng. Đó là thực trạng tại Việt Nam. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện của Phong trong cái Hiêu Tinh Nhật Ký chiều ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và trước khi mà chia tay thì cho phép Phong được nhắc lại. Thứ nhất là trên cái trang YouTube mới của Phong là Trần Nhật Phong Official Channel. Đây là chữ Trần Nhật Phong Official Channel ở đây nghe quý vị. Và ở trong đó quý vị thấy cái logo này của Phong nha. Vào trong cái logo này thì quý vị sẽ xem lại tất cả những cái chương trình mà cuối tuần rồi Phong không up lên được trên cái trang chính thì nó qua cái trang phụ này nha quý vị. Thì thứ nhất là nó sẽ là cái trang phụ. Và sau này những cái gì mà nó lên trang chính không được, Phong sẽ bỏ qua cái trang phụ này để cho khán thính giả có thể theo dõi tất cả những chương trình của Phong. Thì trang phụ này mới được lập qua có 2 ngày nay thôi, để cho quý vị có thể hiểu và biết được và qua bên đó để chúng ta có thể hai trang cùng làm việc. Nếu như mà trang phụ có trang chính có vấn đề, quý vị qua trang phụ coi. Đó là cái thông báo thứ nhất của Phong liên quan tới cái trang YouTube. Trong mấy ngày qua thì cái YouTube của Phong không biết lý do gì thì cái này Phong đã giải thích rồi. Và thứ hai là nhớ đừng quên cái show nhạc huyền thoại với các huyền thoại âm nhạc Khánh Hà, Thanh Lan, Chế Linh, Hương Lan, Phượng Mai sẽ có mặt ở Baby Club tại thành phố Houston vào ngày 25 tây tháng 12, tức là đúng ngày lễ Christmas, ngày lễ Giáng sinh. Quý vị ở Houston các vùng phụ cận có thể tham gia và gặp gỡ với Phong, Phượng Mai và tất cả anh chị em nghệ sĩ trong ngày này để chúng ta có dịp tâm tình lắng nghe lại những ca khúc huyền thoại và cũng là một cái lời tri ân của Phong đối với tất cả khán giả ở khắp nơi
Trong mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Phong đứng ra tổ chức ở thành phố Houston. Mong quý vị sẽ tới ủng hộ thật đông đảo cho Phong và Phượng Mai có thêm tinh thần cho cái show nhạc này. Mục đích là để chúng ta gặp gỡ nhau. Tại vì bây giờ quý vị tổ chức show không có lời lỗi gì cả. Chỉ là có một cái chỗ để chúng ta sinh hoạt với nhau nhiều hơn. Do đó, quý vị liên lạc với lại Cơm Gà Houston để đặt vé trước và chúng ta sẽ có dịp gặp gỡ nhau trong cái ngày lễ Giáng sinh để tâm tình trước khi mà chúng ta chuẩn bị cho một cái năm mới. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất nhiều và Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tin Cập Nhật Buổi Tối. Và Tin Cập Nhật Buổi Tối bây giờ Phong sẽ làm là 6 giờ giờ California, tức là 8 giờ giờ Houston, thay vì thường lệ là 6 giờ rưỡi thì bây giờ nó là 6 giờ giờ của California. Hy vọng rằng tất cả khán giả sẽ thông cảm cho việc dời sớm lên để chúng ta có chuyện nói thêm và cái chương trình nó sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, thay vì lúc thường bình thường Phong làm khoảng 40-50 phút thì Phong sẽ kéo dài nó ra 1 tiếng đồng hồ. Mong rằng tất cả khán giả vẫn tiếp tục theo dõi cái chương trình của các cái chương trình của Phong, từ Houston Nhật Ký, chương trình đặc biệt Tán Gẫu hay là Vô Đề hay là những bản tin hàng ngày của Phong. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.